Xin chào các bạn, mình là Thái, năm 3 của đề tài nguyên dương môi trường. Mình xin hướng dẫn các bạn làm bài tập vật lý lưu vực. Đây là lab 1.1. Đây chỉ là phần hướng dẫn của mình mang tính chất tham khảo. Mình sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề là các bạn đã làm theo mình và đạt kết quả như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là cái phần mà chúng ta cần phải làm. Sau khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ có một cái phần như thế này. Và chúng ta xuất ra một file ảnh để nộp cho thầy là một bài như thế này. Thế thì các bước làm như sau. Bây giờ tôi sẽ làm lại. Chúng ta chọn S. Chúng ta có thể chọn vào cái dấu cộng này. Và chúng ta vào đây. Đều được. Nếu như các bạn mà đã từng chọn, đã từng làm cái bài tập này rồi thì nó sẽ dẫn đến cái file nơi chứa, đã từng chứa cái dữ liệu của các bạn. Còn nếu không thì các bạn phải chọn nơi chứa bằng cách vào như thì phần dẫn đây. Còn nếu mà các bạn để trong USB thì các bạn phải chọn phần Connect to Folder đây thì mới hiển thị ra cái thư mục USB. Như của tôi là tôi để ngoài để top phần lab 1. Bây giờ trong bài này thì nhiệm vụ chúng ta làm hoàn thành bản đồ thế giới. Như vậy thì sẽ có các lớp thông tin là country, các nước, city, thành phố và river, sông. Chúng ta chọn ba cái này, ba tệp tin này, sau đó chúng ta chọn S, cũng có thể chọn tất cả tùy vào các bạn. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ được một cái giao diện như thế này. Ở đây thì các bạn chú ý khi ta tích vào đây thì nó sẽ hiển thị, và ở đây thì một cái chế độ tự động của phần mềm ArcMap là nó tự động chọn đối tượng vùng là country nằm dưới, đối tượng đường river sông nằm tiếp theo, và chồng lên trên cùng là city, là các đối tượng điểm nằm ở trên cùng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho chỉ cho làm cho đối tượng là bao gồm có các quốc gia sông. Chúng ta cũng có thể làm cho đối tượng thành phố. Bây giờ ta làm cho đối tượng đất nước trước. Bây giờ các bạn chọn vào, chọn country, chọn chuột phải và vào property, chọn vào đây. Chúng ta sang phần label là nhãn, các bạn tích sang đây. Khi các bạn không tích vào đây thì khi các bạn ở cái thẻ này các bạn chọn country trước. Sang bên này, nếu các bạn không tích vào label thì cho dù khi các bạn ấn áp dụng, khi ấn áp dụng thì ở ngoài này nó đã phải hiển thị rồi, đã hiển thị những gì mà các bạn muốn áp dụng rồi. Bây giờ tôi tích sang bên này, tôi ấn áp dụng. Ngay lập tức ngoài này đã hiển thị. Nhưng mà với cỡ chữ này có vẻ hơi to. Bây giờ các bạn có thể giảm cỡ chữ, hoặc là đây là phông chữ. Như thế tôi đổi về phông chữ thumb new roman. Và cỡ chữ ở đây là tôi chọn 5 chẳng hạn. Tôi ấn áp dụng. Bây giờ đã có vẻ nhỏ đi. Tôi chọn ở đây là 4. Đây, ở đây các bạn cũng có thể chọn chữ béo, chữ in nghiêng, chữ gạch chân. Hoặc là cũng có thể chọn màu khác. Bây giờ chúng ta chuyển sang, chúng ta thử. Ở đây các bạn đã thấy những cái ngoài này đã bắt đầu chuyển sang những cái màu như chúng ta vừa chỉnh ra. Giờ các bạn thể chuyển sang cái thẻ Sumboy này. Chọn với cái chế độ mà phần mềm đang tự động chọn ở đây thì là chế độ Single Sumboy. Như thế thì cái chúng ta chỉ có một màu duy nhất Single mà. Chúng ta chọn sang cái thẻ thứ hai. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Sang thẻ thứ hai là chúng ta chọn về phần color map. Sau đó chúng ta chọn add all value. Ở đây sẽ có 8 màu. Đây là phần tính toán của nó. Nó sẽ tính xem những cái màu này có bao nhiêu, nhưng cái này chúng ta không cần quan tâm.
Giờ chúng ta sẽ chọn ấn áp dụng. Đấy, các bạn đã thấy ở ngoài nền này đã thay đổi màu đúng không ạ? Như vậy là cái phần thẻ này chúng ta đã làm xong. Tiếp theo là về phần đối tượng sông. Ta hiển thị sông lên. Đây là các dạng đường. Ở đây nó đang chọn là màu sắc là như thế này. Bây giờ tôi có thể chọn lại cái màu sắc là như thế này, cho nó nhạt đi một chút. Cũng bạn các bạn cũng có thể chỉnh lại ở đây. Điểm đường. Và cũng có thể chọn các dạng đường khác bằng cách tích vào đây. Sau các bạn chọn vào những cái này, ai muốn tìm hiểu các bạn có thể tích thêm vào đây. Ở đây còn rất nhiều các đường khác, các dạng đường khác. Nhưng ở đây tôi chỉ giới thiệu một, tôi chỉ làm theo cái chế độ mặc định ở đây. Do đối tượng sông thì các con sông chúng ta chọn chung một ký hiệu này, chúng ta vẫn chọn chế độ sampoint. Ở đây thì nếu chúng ta hiển thị, nếu chúng ta tích vào đây thì con sông mang tên gì thì nó sẽ hiển thị ở đây đúng không ạ? Ở đây là name. Còn nếu mà chúng ta chọn ở đây là km thì ở trên mỗi con sông sẽ hiển thị ra cái độ dài của con sông. Còn đây là name, nếu chúng ta chọn name thì ở đây nó cũng sẽ ra là name. Thì các bạn đã thấy không ạ? Ở đây một số những cái màu khác đây. Đây, tôi xem thử. Đây, một số con sông đây. Nó hiển thị sang màu khác đúng không ạ? Rồi, như ở đây tôi nói luôn với các bạn là khi mà nó đã đi chạch quá cái quỹ đạo các bạn muốn chuyển về ban đầu thì các bạn chọn vào đây cho thôi. Nó sẽ trở về chế độ vừa khít với cái màn hình của chúng ta. Bây giờ chúng ta quyết định chuyển sang cái phần tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành ở đây những cái phần này. Còn nếu các bạn muốn đưa thêm thành phố thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn cũng tích vào. Rồi các bạn thay đổi các thông số về thành phố ở đây. City name. Ở thẻ này các bạn chọn city name thì nó sẽ ra cái tên của thành phố. Các bạn cũng có thể chọn những cái đối tượng khác ở đây. Thì nó cũng sẽ hiển thị ở đây. Và nhớ là các bạn phải tích ở đây. Ở bên này cũng thế. Đối với các thành phố giống, các thành phố thì đều chọn một đối tượng màu. Như ở đây mỗi một thành phố tượng trưng cho một điểm, tức là một point. Thì bạn sẽ chọn những cái phần đấy ở đây các bạn muốn. Như ở đây tôi sẽ không chọn. Tôi bỏ qua cái này. Tôi chỉ làm cho sông và đối tượng sông và đối tượng. Ở đây là thành phố, là đất các quốc gia. Bây giờ tôi chuyển sang cái layout. Thì các bạn có thể chọn vào đây. Và cũng có thể chọn vào phần view. Các bạn chọn layout view. Nó sẽ đưa lên cho chúng ta đến cái cửa sổ này. Bây giờ các bạn phải chọn cái chế độ Pack and Print Setup. Để chúng ta vào đây. Ở đây thì các bạn thấy có rất nhiều cái nhưng chúng ta không cần quan tâm đến cái này. Thông thường thì nếu mà in thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây là cái giả lập máy in của tôi. Còn đây là một cái chế độ chuyển từ một cái file bất kỳ sang file ảnh trong phần Office 2007. Ở đây có hai phần, có hai định dạng như các bạn đã biết. Đây là in theo chiều dọc. Còn đối với bản đồ thế giới thì các bạn biết nên in theo chiều ngang đúng không ạ? Đây chúng ta chọn sẽ in theo chiều ngang, chúng ta chọn OK. Còn những phần còn lại chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta ấn OK. Bây giờ các bạn muốn là cái tờ bản đồ này nó căng, tận dụng tối đa cái diện tích của mặt giấy thì các bạn kéo căng cái này ra. Bây giờ thì ở đây nó luôn có một cái tỷ lệ. Bây giờ chúng ta thường thấy là trên một tờ bản đồ bao giờ cũng có một tỷ lệ nhất định. Như vậy chúng ta sẽ đưa những con số này về những con số thật tròn chỉnh. Ví dụ như ở đây tôi đưa là 1 phần 165 triệu. Đúng không ạ?